Xin chào anh em, em xin giới thiệu với anh em cái quạt 12V. Cái quạt này nó chạy điện áp 12V DC anh em nhé. Đấy, thương hiệu đó là điện cơ Davi. Cái quạt này thì vừa rồi em bán rất là nhiều, nhưng mà chưa làm một cái video nào thực tế cho anh em xem cả. Đấy, thì hôm nay thì em làm cho anh em xem để anh em hình dung được cái kích thước thực và cái tốc độ gió thực trước khi mua. Đấy. Cái quạt này thì nó rất là nhiều ưu điểm. Đấy, nhất là nhỏ gọn. Đấy, nó cũng không nhỏ lắm đâu anh em ạ. Đấy, cái thứ hai nữa là giá thành rẻ. Và cái thứ ba nữa là nó rất là tiết kiệm điện. Đấy. Ví dụ như anh em mang đi đâu trên xe ô tô ấy, hoặc là mang đi thuyền lên thuyền, hoặc là đi hoặc là lúc mất điện ấy, đấy, anh em chỉ cần một cái bình ắc quy xe máy thôi thì cũng có thể chạy liên tục khoảng 10 tiếng rồi. Tốc độ gió cũng rất là lớn, con này tốc độ gió cũng tốt lắm anh em ạ. Đấy. Anh em ngồi xa cách xa khoảng tầm 2-3 mét thì cũng còn rất là mát. Một chút nữa em sẽ test cho anh em xem cái tốc độ gió. Đấy, cái quạt này thì đây em xem cái phần này, cái sải cánh của nó đây. Sải cánh của nó thì theo nhà sản xuất thì là nó dài 23 cm, và tính cả lồng thì đây, tính cả lồng thì nó rơi vào 33 cm anh em nhé. Đấy, tính cả lồng, còn riêng sải cánh của nó là 23 cm. Cái con quạt này thì là quạt bàn này, em vừa rồi em bán rất nhiều anh em thợ mua về, để tại vì cái kích thước của cái bàn này nó rất là lớn, nó cũng phù hợp để anh em lắp pin LiFePO 4 vào để chế quạt tích điện đấy, rất là hợp lý. Đây, em xem. Đây, thức thật đây. Điện cơ Davi. Đây, em kìa. Bây giờ thì em sẽ test cho anh em xem nhé. Em với tốc độ gió thì em nhà đang hết ắc quy, em test luôn bằng cái khối pin PO4 này. Test em cho nó test bằng cái túi này, em nhìn này. Đấy, nó thổi rất là mạnh nhỉ. Đây, ngoài những con quạt kẹp này ra thì em còn những con quạt kẹp to hơn, sải cánh 400 quạt cây này. Đấy, hoặc là những quạt năng lượng mặt trời. Shop em thì chuyên pin năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời và các thiết bị phụ kiện đi kèm về năng lượng mặt trời. Anh em quan tâm có thể liên hệ với em. Vâng, cảm ơn anh em.